Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Mùa Yêu. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Sau khi mà cô gái tiên trúc cứ giận hờn vu vơ với Khánh cứ quyết định quay đi rồi lại trở về khiến cho Khánh vô cùng đau đầu. Và ngày hôm nay sóng gió lại tiếp tục đến với cô. Chuyện gì đến với Trúc đây? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà theo dõi xong câu chuyện này, như thường lệ, quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. chúc đang thay một chiếc váy trắng và ngồi trước gương thì khánh bước ra cầm một thỏi son có màu hồng đỏ vặn ra và đưa cho cô màu này sẽ hợp với cô em nhớ em làm gì có thỏi son này nhỉ toàn là son của trẻ con rẻ rẻ tiền thôi khánh chấm son lên môi của chúc rồi nói với cô bằng ánh mắt rất buồn màu son này rất hợp cho ngày hoa anh đào màu đỏ của máu màu hồng của màu hoa Trúc thấy anh có thái độ kỳ lạ. Cô cảm thấy anh bây giờ không giống như anh. Khánh quay ra bên ngoài. Trúc lấy son đánh lại cho tử tế. Đánh son cho người ta mà còn đánh son không đàng hoàng. Nắp son rơi xuống. Trúc cúi xuống nhặt. Thấy chữ khắc trong nắp son. Có ghi hoa đán. Trúc sợ hãi. Đặt lại thòi son lên bàn. Vũ già bên ngoài rục rã. Phu nhân chúng ta đi thôi. Trúc nhìn mình trong gương màu son này cô cảm thấy có điều gì đó rất ghê sợ khi mà thỏi son này của Hoa Đán. Tại sao anh ta đánh thỏi son này lên môi của mình chứ? Bước ra bên ngoài Khánh nhìn chút mỉm cười, còn cô thì như mất hồn kể từ khi biết thỏi son đó là của Hoa Đán. Khánh nắm tay cô, cô nhìn anh ta. Anh làm như vậy để làm gì chứ? Chúng ta đi thôi. Anh muốn hành hạ tâm hồn của tôi có phải không? Mắt của Trúc lúc này rơm rớm bước theo chồng với vẻ bị gượng ép. Tại sành chính nơi tiếp khách diễn ra, Xuân đang nhìn cái gắp bánh, không thấy đâu, thì bên cạnh Phú xuất hiện. Đúng là cô em rồi, làm cho tôi bị tiêu chảy, hao mòn cả một tấm thân trai tráng. Nghe xong Xuân giật mình quay sang nhìn nhận ra Phú, hắn là gọi 2kg ốc để ăn trong đêm đó. Anh... em đừng bàng hoàng, bởi vì cho dù em có định hãm hại tôi thì tôi vẫn giữ được phong độ và vẻ đẹp lãng tử của mình xuân thấy phú trong bộ vét đỏ cam rực rỡ cả một góc phòng anh cũng được tới đây á phú đang định giới thiệu thì xuân nói khẽ ở đây đúng là nhiều đồ ăn thật nhưng mà anh nên ăn uống có ý một chút ai lại bên mép dính đầy bánh thế kia phú vội vàng nhớ ra anh ta vừa cầm cái gắp bánh có dính bánh và vừa vút lên miệng cái này là do tôi vừa cầm cây gắp đưa cho em nên nó bị thế này thôi xuân rất hồn nhiên dùng tay phủi bên mép của phú không sao phủi đi là xong có cái gì to tát đâu lúc này phú như chúng tiếng sét ái tình anh ta nghệt mặt như một đứa trẻ bữa tiệc được chính thức bắt đầu ông chủ và phu nhân tới khanh nắm tay vợ bước vào bên trong chúc gương mặt cố gắng tỏ ra vui vẻ khanh nói nhỏ đôi khi phải diễn cho thật tròn thật tốt vai diễn của mình tôi sẽ ly hôn với anh cô im miệng đi tôi hứa sau bữa tiệc này tôi sẽ rời xa anh bằng bất cứ giá nào thỏi son đó là của hoa đán anh để nguyên đồ của chị ấy còn tôi tôi tự có son của riêng mình phương đứng bên dưới thấy rõ cô gái kia nắm tay của khánh hoa ra đúng là cô ta thật hình như họ đang có chuyện gì chúc gượng cười sau đó bước ra khánh nắm chặt tay của cô khánh giới thiệu với tất cả mọi người rằng chúc là vợ của anh chúc cũng vui vẻ đáp lời thế nhưng cô lại không hề nhìn khánh lên một lần anh ta cũng nhận ra điều đó lúc này điện thoại của chúc reo lên là chị trang gọi đến sao chị chưa đến chúc ơi về nhà ngay có vài kẻ đang bắt bố chúng nói em về sẽ nói chuyện với em ai thế chị em về ngay em về ngay đây chúc vội vàng chạy ra ngoài nhưng mà Yumi lại chặn cô. Phu nhân à, tiệc còn chưa kết thúc. Cô tính đi đâu? Tôi phải về nhà, bảo vệ anh ta như vậy. Có kẻ bắt cha tôi. Để tôi đưa cô đi, chờ tôi vào báo cáo. Yumi vừa vào bên trong, thì Trúc chạy vội đi một mình. Phương lần la đến gần Khánh. Anh Khánh, hôm nay mới biết mặt của phu nhân. Ừm. Cô ấy còn khá trẻ, nên chắc anh phải nuông chiều rất kỹ, có phải không? Thật ra nuông chiều đàn bà mà nhất là vợ mình Thì nên làm thôi Tôi xin phép Tô Cô Đà thấy Phương bước tiếp Liền kéo tay cô ta lại Cô không nên gây sự chú ý vào lúc này Cứ từ từ Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với anh ấy Đang đông người thì nói được cái gì Người làm việc lớn chớ có nóng vội Yumi lúc này ghé vào tai của Khánh Có người bắt cóc bố của phu nhân Khánh đổi sắc mặt Và đặt ly rượu trên bàn chúc bắt xe về nhà cô vội vã chạy vào trong bên trong có hai kẻ đang bịt mặt chúng trói ông đại và cô gái rồi dán băng keo chúc bước vào và nói lớn các người là ai tôi tới rồi thả bố và chị gái tôi ra cô không đi cùng với ai chứ tôi không đi cùng với ai cả làm ơn thả ông ấy ra ông đại lúc này kêu ú ớ trong miệng một tên tiến gần chúc hắn định xiên vào bụng của cô thì chúc phản xạ nhanh tóm lấy tay của hắn mày không thoát được đâu. Từ sau một kẻ ôm lấy miệng Trúc đâm cô từ phía sau, kẻ phía dưới cũng đâm cô liên tiếp ba nhát từ phía trước. Ông Đại và Trang dẫy rủa khi nhìn thấy Trúc bị đâm như vậy. Nhất là ông Đại, ông gằn nổi hết cả gân cổ lên. Chúng leo Trúc lôi ra gốc cây anh đào ở trước, rồi sau đó rời đi. Hoa anh đào đỏ rơi xuống chiếc váy trắng đầy máu. Trúc mắt lờ đờ đưa bàn tay đầy máu về phía bố mình. Ông Đại khóc dòng, nhưng bất lực bởi vì ông đang bị trói. Trúc ngược cổ lên trên trời, hơi thở của cô dần yếu đi, hoa anh đào rơi là tà vào gương mặt của cô. Trên xe Khánh cảm thấy rất lo lắng, anh ta xoay chiếc nhẫn trên tay liên tục. Vừa tới nơi cảnh tượng mà anh ta chứng kiến, đó chính là Trúc nằm dưới cây hoa với thân thể đầy máu. Anh ta vội vã chạy về phía của Trúc. Không thể nào, làm sao có thể? Yumi ôm miệng bật khóc. Khánh vừa chạm vào Trúc thì cô gạt ra. Đi đi, tôi đã nói sẽ rời xa anh. Có lẽ tôi sắp làm được rồi. Xin lỗi Trúc, xin lỗi vì tôi đến muộn. Tôi có lẽ lại giống như người mà anh yêu, chết tại nơi này. Sau này cũng mong trong lòng anh nhớ đến tôi, giống như nhớ đến hoa đán. Trúc giờ bàn tay đầy máu lên sò lên má của Khánh. Tôi yêu anh. Khánh đỏ đôi mắt khi nghe tới câu này. chúc gục xuống trong bàn tay của anh. Khánh như một kẻ mất hồn. Có lẽ mùa yêu tới rồi. Nhưng chẳng phải là mùa yêu của chúng ta. Chỉ có mùa yêu của riêng tôi thôi. Dưới gốc anh đào đó. Máu cứ chảy bên cạnh những cánh hoa nhẹ nhẹ. Đang đầy theo cơn gió. Người đàn ông mang tên Hoàng Kim Khánh. Bế người vợ của mình trên tay. Ánh mắt anh ta như dối bời. Khi thấy cô gái của mình đang thoi thóp vớt vát hơi thở yếu ớt. Trong phòng phẫu thuật, Khánh mặc bộ đồ bác sĩ, anh ta mặt lạnh tanh sát khuẩn tay và đeo găng tay. Vừa bước vào phòng mổ chính, ánh đèn chiếu lên Khánh tay run run, anh ta cầm cây dao mổ rồi rơi xuống đất. Người bác sĩ bên cạnh vỗ vai Khánh. Tin ở tôi, tôi làm tốt nhất để cứu cô ấy. Cậu lúc này không thể nào cầm được cây dao, làm sao có thể phẫu thuật. Tôi làm được. Khánh hít thở một hơi thật sâu, anh ta cầm con dao mổ khác rồi người ở bên ngoài phụ anh ta. Anh ta không cần nhìn màn hình mà tự tay mổ vết thương cho Trúc, ánh mắt anh ta thở phào khi thấy vết chém không chạm vào phổi. Ông ngoại của Khánh ngồi chơi đánh cờ một mình rồi nghe phụ tá thông báo. "Thưa ngài, cậu Khánh bước vào phòng phẫu thuật và đang tự tay phẫu thuật cho vợ mình. Đứa cháu này của ta không cầm dao mổ 10 năm rồi." Vậy mà vì một cô gái, nó lại cầm dao mổ sao? Một lần nữa lại khoác lên người chiếc áo bác sĩ mà ta hằng mong nó vứt bỏ. Một bên là xã hội đen giết người, một bên là bác sĩ cứu người sao? Đúng là chớ trêu. Tô cô Đà cũng nhận được tin Hoàng Kim Khánh vào phòng phẫu thuật và đang trực tiếp phẫu thuật. Hắn và mẹ đều vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải nó từ bỏ nghề bác sĩ 10 năm nay rồi sao? Nó không cứu được hoa đán, nên vứt bỏ ngay chiếc áo trắng ngay sau đó. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô gái này đã làm hắn thay đổi. Con có cảm giác như vậy. Con cũng quên mất đi tài năng chính của hắn. Làm thạc sĩ bác sĩ tu nghiệp tại Pháp 8 năm. Một trong những thạc sĩ nhận hàm tiến sĩ trẻ tuổi nhất năm đó. Từng nối lại khớp tay cho người bị đứt lìa năm ngón tay. Một cách thành công. Mẹ phải công nhận nó rất có tài cứu người. Nhưng cũng tàn ác giết người không chớp mắt. Mẹ không thấy sao? Cô vợ đó ở bên hắn sớm muộn gì cũng nhận trái đắng thôi. Mẹ nhầm rồi. Sau chuyện này hắn chắc chắn đóng cô ta trong tủ kính để giữ cũng nên. Hoàng Kim Khánh rút của cô ta là gì của hắn? Hắn vốn đâu có yêu ai ngoài hoa đám chứ. Lúc này con nên giúp hắn giải quyết mọi chuyện thật tốt để lấy thêm lòng tin đi. Con hiểu, mẹ cứ yên tâm. ca phẫu thuật thành công, chúc qua cơn nguy kịch. Nghe tiếng máy phát ra nhịp tim, Khánh bước gần đến Trúc nhìn gương mặt của cô, đang phải thở ống oxy. Anh ta ánh mắt rất buồn, lặng lẽ rời đi. Khánh cứ bước như kẻ mất hồn trên hành lang bệnh viện, đến góc khuất sau bức tường. Anh ta ngồi tựa vào tường, nhìn hai bàn tay của mình, đang còn dính máu của Trúc. Anh ta mắt nhắm lại và thở dài. Sắp từ bên cạnh nói nhỏ. Mọi chuyện đã qua rồi thưa ngài suýt chuột nữa cô ấy không còn có thể cười với ta. Họa ra cảm giác lo sợ mất đi ai đó, lại một lần nữa, ùa về trong tim ta. Phu nhân sẽ ổn thôi, lại tươi cười giống như khi xưa. Ngài yên tâm, bên y phòng nói rồi, nằm vết sẹo trên cơ thể của phu nhân, họ sẽ làm cho nó biến mất. Việc còn lại, ta giao cho cậu. Khánh thất thần bước đi, Yumi bước ra thở dài. Ngày ấy, Chắc là đang nhớ lại ngày mất đi hoa đán. Nhưng hôm nay ngài ấy lại cầm dao mổ, chứng tỏ phu nhân rất quan trọng với ngài ấy. Sau khi phu nhân tỉnh lại, tôi sẽ nói với phu nhân để cô ấy bỏ đi ý nghĩ rằng ngài ấy không có tình cảm với cô ấy. Tình cảm bắt đầu từ lâu rồi, chỉ là ngài ấy không dám thừa nhận mà thôi. Việc hôm nay chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Ai là người định sát hại cô ấy chứ? Cái này để tự ngài ấy giải quyết. Chỉ có ngài ấy mới có thể giải quyết được thôi khanh bước xuống chiếc xe đắt tiền bước vào nhà của ông ngoại trong bộ vét lịch lãm anh ta mái tóc bóng mượt ánh mắt đúng vẻ của dân xã hội lạnh lùng vô cảm tiến vào ông ngoại anh ta đặt quân cờ cuối cùng vào nước chết cháu đã cứu được cô ta rồi sao ông làm như vậy để được cái gì chỉ là ông thấy nó không xứng với cháu thôi ông muốn một người vợ quyền lực có thể bên cạnh cháu giúp cho sự nghiệp của cháu lớn mạnh hơn chỉ là ông thấy khánh nói lại câu đó rồi cười lớn cháu phải có vợ quyền lực ông làm tất cả vì cháu mà thôi vì tôi mang dao vào đây khánh đổi xác mặt sắt đem con dao bên ngoài vào đặt lên bàn khánh cháu định làm gì nợ máu phải trả bằng máu ông quên lời dặn mà ông dặn cháu rồi sao khánh cầm dao cứ nghĩ anh ta đâm ông ngoại nhưng anh ta đâm thẳng vào bụng của mình ông ta hét lớn không không được cháu của ông khánh hứa máu ở miệng anh ta vẫn quỳ gối trước mặt ông như một võ sư đang chịu phạt cháu thay ông trả nợ cho vợ cháu bằng chính máu của cháu từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt nếu ông còn làm chuyện này thêm một lần nào nữa ông sẽ mất tất cả và tất cả cùng chết Khánh rút con dao ở bụng ra sau đó đứng dậy. Anh ta ra khỏi cửa, máu ở trong bụng chảy ra một lúc một nhiều. Sát lo lắng vô cùng. Ông chủ, ngài... Không sao đâu, ta ổn. Khánh lấy khăn tay bịt vết thương. Nỗi đau mà Trúc gặp phải là do chính ông ngoại anh ta gây ra. Khánh không thể làm gì khác ngoài làm tổn thương chính bản thân mình. Anh ta ngồi trên xe cố gắng chịu đau đớn. Bỗng có một bà cụ đi giao gõ kính xe khánh đeo kính với gương mặt tái nhợt cháu ơi mua dây đôi màu đỏ may mắn cụ tự tết tự tay làm mua tặng vợ hay bạn gái gặp may mắn xua tan vận hạn vợ chồng ấy đeo mỗi người mỗi chiếc không bao giờ xa nhau cảm ơn cụ khánh cười sau đó rút tiền đưa cho bà cụ tiền lớn thế này cụ không có tiền gửi lại đâu cụ không cần phải gửi lại Khánh cầm đôi dây màu đỏ rồi rời xe đi trong ánh mắt bỡ ngỡ của bà cụ. Trên xe anh nhìn đôi dây này rồi nói nhỏ: trái tim của tôi lại đang phản bội tôi, nó dần dần đang không nghe theo lời của tôi. Anh ta nắm chặt đôi dây rồi sau đó liệm dần đi. Ba tháng sau đó, trúc ở nhà ngoại đã ba tháng, Khánh chưa thấy có ý kiến gì để đón cô về, nên ông đại cứ dò hỏi. Chồng con nó có gọi điện cho con chưa? Con và anh ta lâu rồi, không liên lạc bố à? Là vợ chồng với nhau, không liên lạc là như thế nào? Bố không biết, con rể của bố không dùng điện thoại, không dùng mạng xã hội thì liên lạc kiểu gì? Con hỏi Yumi xem sao? Thôi kệ con không cần đâu, dù sao thì chắc chắn bọn con cũng sớm chia tay. Ăn với chả nói chia là chia thế nào hả Chúc. Anh ta không yêu con, bố đừng hỏi con nữa có được không Trúc nói xong câu này cô quay đi rồi cố gắng gạt nước mắt ông đại chợt khựng lại vậy là không có được sao ngay từ lúc đầu con nói rằng hai đứa yêu nhau cơ mà chuyện khó nói lắm bố sau ngày con bị đâm đó anh ta chưa hề hỏi xem con có ổn không sống thế nào là bố biết rồi đây hay là nó có chuyện gì nó có nỗi khổ riêng của nó Bố nhìn anh ta, xem có phải là người có nỗi khổ riêng không. Thôi, con không muốn nói đến nữa. Tôi đến chúc giờ ví của mình, có ảnh chụp hôm cưới của cô. Cô nhìn gương mặt vô hồn của Khánh, rồi nói trong buồn bã. Tôi thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này. Dạ như tôi không phải vợ của anh, thì gánh nặng và áp lực sẽ không lớn đến như vậy. Vũ già bên ngoài nói với Yumi, Cậu ấy mấy giờ về? Đang trên đường về rồi à? Vẫn không nhắc đón phu nhân về sao? Dạ chưa thấy gì, cháu cũng xót ruột. Ba tháng là phu nhân khỏe lâu rồi, nhưng mà không cho ai đến đón về, mà cũng chả nhắc gì đến. Sao lại như vậy chứ? Không biết tâm ý của ngài ấy ra sao? Hay là cháu có ý này? Chúc hôm sau là ngày lễ kỷ niệm trường, cô và các bạn đều mặc váy trắng để chụp ảnh làm kỷ niệm. Anh ấy đều vô cùng rạng rỡ xinh đẹp. Tan trường cô đứng chờ chị gái tư đón. Sắt cố tình đưa xe chở Khánh đến cổng trường của Trúc, sau đó giả vờ lên tiếng. Ơ, đây chẳng phải là trường của cô Trúc à? Ơ, ờ, phu nhân kìa. Khánh đang đọc giấy tờ chợt ngẩng đầu lên nhìn qua ô cửa kính. Đúng lúc có một người đàn ông mang một cốc trà sữa ra mời Trúc. Thấy Trúc vui vẻ cười nói cùng với người đàn ông đó. Sắt lúc này ấp úng, dạ thưa ngài có đón phu nhân không ạ à? người mang trà sữa cho chúc chính là thầy giáo dạy toán và lý thầy mời em vâng em cảm ơn thầy nhà chúc ở đoạn nào thầy đưa em về dạ thôi có chị gái em tới đón rồi em cảm ơn thầy thầy rất quý em phải nói là em rất nhiệt huyết trong học tập nghe nói em đăng ký dự thi vào trường y vâng ạ à? trường y thì khó nhưng mà thầy chúc em may mắn nhé Khánh thấy Trúc cười tươi với người kia. Mặt anh ta lạnh tanh, quay ra bảo sắt. Chúng ta đi thôi. Sắt lúc này vội vàng nhắn cho Yumi một tin. Chúng ta thất bại rồi. Tối hôm đó chị gái Trúc rủ cô đi sinh nhật ở khách sạn năm sao. Bạn của chị giàu lắm. Mời đi mà chị đi một mình chị ngại. Đi cùng với chị đi. Thôi, em đi còn ngại hơn. Đi, đi cùng đi mà. Không, em không đi đâu. Còn đống bài tập em chưa làm Học hành gì mà lắm thế Thế không đèo chị đi rồi mang xe về cho bố Chị đỡ tốn tiền thuê taxi Em có biết lái xe đâu Thôi đi một mình đi Em bó tay với chị đấy Thì chị bảo mày không cần học Lấy chồng giàu Bây giờ mày không biết lái xe Đúng là thiệt thòi Nhắc đến chồng Trúc Đang viết chợt khượng tay Mặt cô buồn dầu dĩ Trang liền né tránh và vội vàng rời đi Bữa tiệc ở khách sạn, Khánh tới đó bắt tay gặp đối tác. Trong bữa tiệc có cả Phương, cô ta cứ nhìn Khánh chăm chú. Bố cô ta nói nhỏ: "Con muốn cho cả thế giới này biết, con yêu thằng đấy sao? Đừng có gây chú ý." Dạ vâng, con xin lỗi. Trúc đang học thì nghe chị gọi điện. Này đi mà quên gói quà, để ở dưới nhà, mày mang qua đây hộ chị. Trời đất ơi, chị gái của tôi. Thôi được rồi, chị gửi địa chỉ đi chúc mà nguyên bộ đồ ngủ hình gấu đi ra ngoài bắt taxi và mang hộp quà tới cho chị trang khánh đi xuống ra về thì phương chạy theo cô ta đứng ở trước cửa ngỏ ý anh khánh xe em hôm nay không đi được anh có thể đưa em về được không ừm uhm, chào em sau bữa tiệc ở nhà anh hôm nay mới có dịp gặp lại em không đi xe mà bố em ở trong đấy chắc là còn lâu mới về nếu anh bận em đi taxi cũng được Phương giả vờ chóng mặt Lên lào đào ngã vèo người của Khánh Em không sao đấy chứ Trúc đúng lúc mang hộp quà tới cổng Thấy Khánh đang đỡ một cô gái Tay anh ta đang ôm eo cô gái này Trúc như đứng hình vài giây Thì thấy tiếng của Trang gọi Trúc ơi bên này bên này Khánh vừa nghe thấy tên Trúc liền nhìn sang đường Ánh mắt bắt nhìn nhau Trúc lờ đi như không thấy Trang chạy sang lấy quà Rồi rẽ sang sảnh khu B Nên không nhìn thấy Khánh Sát lúc này liền lên tiếng để cho Phương biết, phu nhân, phu nhân đến. Chúc thấy Sắt gọi nên cô ngại không dám bỏ đi. Sắt chạy sang nói với Chúc, phu nhân, phu nhân tới đưa đồ cho cô Trang đi à? Vâng, hai người tới đây làm việc sao? Dạ vâng, ngài ấy hôm nay có việc ở đây. Phu nhân, để tôi đưa cô về. Thôi, tôi nghĩ anh ta bận nên tôi tự về được rồi. Phu nhân đừng hiểu lầm, cô gái kia là con chủ tịch thành phố. Nên có quen biết qua và Xin đi nhờ xe thôi Vậy hai người đưa cô ấy về đi Tôi xin phép Kìa phu nhân Ai lại để cô đi taxi về Đi nào tôi đưa cô về Trục thấy sát nói vậy cô ái ngại Nên bước sang đường Cô lên thẳng xe mà không nói chuyện nào Phương ngồi sau xe với Khánh Cô ta đon đà Chào chị chúng ta lại gặp nhau rồi Vâng chào chị Em không phiền nếu như anh Khánh đưa chị về chứ có làm em không thoải mái không em có chút không thoải mái thật chị ạ à? nhưng không sao đưa người khác về là việc nên làm khánh bím môi suýt cười khi câu nói thật thà của chúc làm cho phương ngại ngùng anh ta lấy hai ngón tay đặt ngang môi rồi rung họng và nói với sắt đi thôi chúc nhìn qua gương phía sau thấy phương ngồi gần khánh cô lẩm bẩm khánh nhìn về phía gương nhìn thấy Trúc liền làng đi khi ánh mắt cả hai chạm nhau Phương ở trên xe nói giọng ống ẻo. Chị nghe nói năm nay em thi đại học. Chị quen rất nhiều có gì cứ bảo chị. Em định thi trường gì? Em thi đại học y chị ạ. À? Vậy thì học nhiều lắm. Sau này sinh con em vất vả. Khéo phải nghỉ học đấy. Em chưa nghĩ tới chuyện đấy. Phải nghĩ dần đi chứ. Kiểu gì chẳng phải sinh vài ba nhóc cho vui nhà vui cửa. Có đúng không? Nếu có đồng con em cũng thích chị ạ. À? Khánh nhếch lông mày khi nghe thấy Trúc nói vậy. Anh ta không ngần ngại nói luôn. Có cả Phương ngồi cạnh. Thế chúng ta phải mau chóng xúc tiến thôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy. Sắt bật cười. Anh ta vội vàng nín lại. Còn Phương ánh mắt đầy vẻ ganh tị. Cứ trợn ngược lên. Nắm chặt lấy lòng bàn tay. Còn Trúc, cô cứ ngốc nghếch suy nghĩ vì lời của Khánh vừa nói. Hôm nay hình như đâu phải ngày đẹp chứ. Có nhớ sáng nay bố nói rằng không được đi xa, với xây nhà xây cửa cơ mà. Chú quay lại nói với Khánh, nhưng mà cô thấy anh ta lấy khăn quàng cổ của anh ta, vắt vào cổ của chú. Lạnh đấy, lúc nào cũng phong phanh. Tôi đâu có nói xây nhà, tôi nói việc khác cơ mà. Lúc này Trúc mới nhận ra cô chợt đỏ mặt, hai tay ôm lấy má và Khánh khẽ cười. Hai trái tim của Trúc lúc này đã hòa nhịp cùng với trái tim của Khánh. Hắn cứ làm thế này, tim của mình vỡ mất thôi. Bản nhạc trên xe du dương một điệu nhạc piano vang lên. Tôi cảm thấy rất buồn trong thoáng chốc. Tôi buồn vì sắp một lần nữa đối mặt với người chồng, không hề có tình cảm với tôi. Vừa bước xuống xe, Khánh lặng lẽ bỏ thuốc giá hút. Anh ta quay đi mà không một chút hỏi han dành cho chút. Này, chúng ta hôm nay dứt điểm với nhau đi. Sống thế này chỉ mệt mỏi cho cả hai thôi. Tôi thấy rất bình thường, không có gì là mệt mỏi hết bởi vì anh đâu có yêu tôi nên anh không cảm thấy mệt mỏi là đúng rồi cái đó tôi biết thế nên kết thúc sớm đi chắc chắn đó là điều tốt nhất ngay từ đầu tôi nói rồi đừng có tình cảm với tôi thế nên cô đừng trách tôi rằng bởi vì tôi không yêu cô nên cô cảm thấy mệt mỏi cô là gì mà đòi hỏi tình yêu từ tôi cái mác vợ mà tôi cho cô là đang cho gia đình cô một cơ hội còn sống cô nghĩ tôi thích lấy một người như cô sao người như tôi người như tôi thì làm sao anh nói thẳng ra người như tôi thì làm sao tôi đâu có đòi hỏi gì từ anh nhưng tôi bị thương nặng đến ba tháng anh không một lời hỏi thăm tôi sống chết như thế nào thế thì chúng ta ở bên nhau làm cái quái gì thế chả nhẽ tôi phải nói rõ cô là kẻ nghèo hèn và có một người bố tù tội trộm cắp sao mẹ cô thì bỏ gia đình lấy chồng khác cô được hưởng gen tốt quá nhỉ cô còn cao giọng với tôi Trúc tức giận tát bốp vào mặt của Khánh. Phải rồi, làm sao tôi có thể với được một người cao quý như anh? Dám đòi hỏi gì từ người đàn ông giỏi giang này chứ? Nếu anh giỏi, thì tôi chẳng bị đâm đến suýt chết. Anh giỏi lắm, anh rất bản lĩnh. Thế nhưng đừng cho rằng anh có thể sỉ nhục gia đình tôi. Anh nói tôi thế nào cũng được, nhưng người sinh ra tôi anh không có quyền phán xét họ. Tôi nghĩ cuộc nói chuyện ngày hôm nay như vậy là quá đủ Chào anh. Không muốn bao giờ gặp lại anh nữa. Cô đứng lại. Tôi chưa cho phép cô đi. Cô không được đi. Trúc quay đi nhưng mà Khánh quát lớn. Cô nên nhớ rằng cô đang là vợ của tôi. Trúc bật cười tự nhủ. Hắn đúng là một kẻ lập dị, không có tình cảm với mình, nhưng lại muốn chế ngự mình, muốn áp đặt mình. Mình không muốn như vậy. Mình phải thoát khỏi hắn. Trúc bước đi cường quyết, thì từ sau Khánh ôm lấy cổ của cô Anh ta gần giọng Cô đi vào đây Anh làm cái gì thế à? Anh bỏ tôi ra Chẳng phải là cô nói rằng cô thích nhiều con sao? Làm tròn nghĩa vụ của cô đi Không, tôi không muốn Khánh bế bồng chúc đi vào bên trong Cắn mạnh vào vai của anh ta Khánh vẫn không biểu lộ cảm xúc đau đớn nào Chúc dãy rủa, Khánh ném vào giường Cô chạy ra với con dao chĩa về phía của Khánh Cô muốn làm gì? Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn liên quan gì tới anh cả. Cô không nghĩ cho gia đình rồi. Chỉ cần tôi nói buông thì bố cô phải trả giá vì hành vi trộm cắp của mình. Anh ép tôi sao? Tôi đang rất thoải mái. Nào, lại đây với tôi. Trúc đang luống cuống thì Khánh đá vào tay khiến cho con dao của cô văng ra. Anh kéo người Trúc và ôm trọn cô vào lòng. Ngay lập tức anh ta bóp miệng cô và hôn chặt cô cô không có cửa thoát với tôi hãy nhớ lời tôi nói mặt lừ lừ nhìn khánh vừa mới nằm lên giường thì khánh vồ vập lấy cô anh ta giống như một con thú điên đói khát lâu ngày anh là thằng khốn nạn cái gì cô dám ăn nói với tôi như vậy sao khánh cắn lên môi của chúc khiến cho miệng cô chảy máu anh ta ghì tay của cô thật chặt bên dưới anh ta lúc này luân động khiến cho cô bật khóc Tại nhà chủ tịch thành phố, Phương cứ nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt của Khánh khi nhìn Trúc. Cái đứa đấy rốt cuộc, nó cho anh ấy ăn bùa gì? Chắc chắn là bị yểm bùa rồi. Mẹ của Phương bước vào. Sao rồi à mẹ? Bố con đề xuất muốn gửi con vào đó học kiếm thuật. Bên kia báo sao à mẹ? Họ bảo trợ thủ đắc lực của Khánh là sắt, kiếm thuật cũng rất giỏi, nên chắc chắn là hỗ trợ cho con. Thôi được rồi, con phải gọi cho Ca. Hãy sắp xếp đi ạ. À? Chú gọi cho hắn. Anh tính thế nào? Tôi bảo cô từ từ, giờ cô muốn vào đó với tư cách là học viên kiếm, chứ chẳng còn cách nào. Nhưng không phải là anh Khánh dạy cho tôi. Hắn có, tiếp cận dần dần chứ, cô hiểu ý tôi không? Ở đó có vợ anh ta, tôi e rằng rất khó. Hắn bà tháng này không đói hoài gì đến vợ cô cứ yên tâm. Tôi bảo rồi, con người hắn chẳng yêu ai, ngoài bản thân của hắn đâu. Vậy có đăng ký cho tôi Vào đó làm học viên đi Để tôi sắp xếp Trúc nằm khóc nhưng cô không phát ra tiếng Môi của cô đang rớm rớm vết cắn Cố gắng đẩy Khánh ra khỏi người Tôi đi về, được chưa? Nhà cô ở đây, cô còn đi đâu? Không, đây không phải là nhà của tôi Trúc co do người ôm lấy thân mình Khánh lại nằm sát gần cô Anh ta hôn vào gáy của cô Ngủ đi, nếu như cô thức, tôi lại làm tiếp đấy. Trúc nhắm chặt mắt bàn tay Khánh chạm lên gần mắt của cô. Anh ta nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của cô, mà cô vẫn im lặng, không nói điều gì. Trúc mở mắt, ánh mắt buồn bã. Sáng hôm sau, sau khi Khánh ra ngoài, Trúc ngồi đan len cùng với Vũ già. Vũ ơi, con về nhà có được không? Bố cháu biết là ở bên này rồi, sáng còn dặn Vũ không được để cháu về ông ý bảo có về cũng không cho về. Cháu sợ lắm. Cháu cảm thấy anh ta lúc nào cần cháu thì gọi. Ba tháng qua cháu bị thương, anh ta không hề hỏi thăm cháu. Giờ cháu ở lại đây, hắn có cớ xỉ nhục gia đình cháu và nghĩ rằng cháu là người quá dễ dãi. Không phải đâu, cậu ấy cũng bị thương, phải đến gần một tháng mới có thể làm việc trở lại. Sau đó công việc ngập đầu nên chưa thể nghĩ tới chuyện đón cháu về yomi đúng lúc đến vỗ vai chúc chào phu nhân của tôi chào mừng cô trở về cô có biết ai là người phẫu thuật cứu sống cô không chính là ngài ấy sao có thể anh ta đâu phải là bác sĩ là tiến sĩ ngoại khoa phu nhân của tôi à tu nghiệp 8 năm tại pháp đấy vậy mà cháu không biết vú già à? mà đúng là cháu không hề biết gì với anh ta thật thật sự là chả biết gì dần dần rồi phu nhân sẽ biết thôi Yumi lúc này cười nhỏ. Chúc này, ngày ấy có nhớ cô, chẳng qua ám ảnh cái ngày cô bị thương. Sắt nói với tôi rằng hóa ra hàng đêm, ngày ấy đều đứng dưới nhà của cô, chờ cô tắt đèn đi ngủ, ngày ấy mới quay về. Không thể nào, tôi đâu có nhìn thấy. Đâu phải cứ nói ra mới là thích là yêu cô đúng không nào. Ngày ấy có tình cảm với cô nhiều lắm. Thôi, cô không cần phải an ủi tôi. Tôi có cái này muốn cho cô xem. Bức ảnh trong điện thoại mà sát chụp khi Khánh mặc một bộ đồ màu đen, áo mang tô dài, đứng dưới trời tuyết, nhìn lên cửa sổ phòng của Trúc. Trúc nhìn thấy ôm miệng. Anh ấy... Đúng vậy, ngày ấy rất trầm lặng, ngày ấy thích cô. Đã 10 năm kể từ ngày không cứu được hoa đán, ông ấy bỏ luôn nghề y. 10 năm sau chính ngày ấy cầm dao mổ lại vì cô. Vậy thì cô có một ý nghĩ vô cùng đặc biệt Tại sao cô cứ nghĩ rằng là ngài ấy không thích cô? Có thích nhưng mà yêu thì chưa chắc. Bởi vì ngài ấy bị tổn thương quá nhiều trong quá khứ, chưa sẵn sàng để mở lòng đâu. Tôi sẽ chờ, tôi sẵn sàng chờ. Ra dạ cổng đi, ngài ấy đang vào đấy. Trúc đứng dậy chạy một mạch qua hàng cây anh đào, qua cây cầu gỗ bên bờ hồ, vừa thấy Khánh đi tới, đang nói chuyện với Sắt. Cô ta lao tới ôm chầm lấy Khánh, khiến anh ta ngạc nhiên, sắt mỉm cười biết ý quay mặt đi. Khánh tay khẽ chạm vào vai của Chúc. Sao thế? Em muốn ở đây, em không đi đâu nữa. Em muốn ở đây sinh con đẻ cái, sống thật hạnh phúc bên cạnh anh. Có bị làm sao không? Bị sốt đi à? Chúc nói xong bật khóc trên vai của Khánh. Em sẽ chờ ở ngày anh mở lòng do em dễ dãi nên em mở lòng trước em thích anh trước nên chắc chắn em là người thiệt thòi nhưng mà em sẽ chờ Khánh ôm chặt lấy chúc anh ta hít một hơi thật sâu trên mái tóc của cô và lặng yên chỉ ôm chặt cô dưới trời tuyết tôi đến khi ăn cơm sắt báo với Khánh năm nay dự tuyển lớp học có ba thí sinh nổi trội một trai và hai gái thương ngài chúc lúc này xen ngang lớp học gì à có phải học kiếm không tôi muốn học không được tại sao lại không chứ con gái chỉ cần học đan lát không cần học kiếm có hai học viên nữ mà võ em biết rồi thì kiếm em muốn thử thôi không được là không được kìa cho em học đi mà tại khu mở quán ốc phú không thấy xuân bán nữa liền hỏi người bán xong bên cạnh cái cô bán ốc bị bọn đầu gấu nó bắt đóng phí tiền nhiều nên nghỉ rồi đầu gấu sao nó sợ lắm nên chắc nghỉ luôn đấy phú liền tìm tới tận nơi xuân sống thấy xuân đang đi bộ vẻ mặt mệt mỏi phú liền xuất hiện em không bán ốc nữa à anh ở đâu rơi xuống đấy thì em ở đâu anh ở đấy anh phú này tôi nói rồi tôi và anh không hợp xin đừng có làm phiền tôi ba tháng qua em không động lòng một chút nào sao không hề làm ơn để tôi yên anh thiếu gì đàn bà tại sao cứ theo tôi làm gì nhưng mà anh chỉ thích em thôi còn tôi tôi không thích anh làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi phu đứng chết lặng nhìn xuân đóng sầm cánh cửa anh nghiêm túc mà tại nhà của phương cô ta chuẩn bị những bộ đồ đơn giản nhất để chuẩn bị tới mất quỷ nhập học kiếm con mang ít vậy sao con nhận ra anh ấy thích mẫu đơn giản nên cứ đơn giản sử dụng thôi à? Nghe nói có con trai của nghị viện và con gái của chủ tịch khoáng sản. Con nhỏ đó con không lạ gì, bố nó chỉ muốn nó làm thân nên gửi đi. Con sẽ là học viên ưu tú nhất, khiến anh ta không thể nào quên con. Khánh mặc bộ đồ kiếm thuật tiến về phía khu vực dạy kiếm, sắt chợt lên tiếng. Có lẽ ngài nên ghé qua thăm anh trai mình. Anh ta làm sao? Từ đêm qua bị sốc tinh thần không nói năng được gì. Khánh nghe như vậy liền đi tới chỗ Phú, vừa mở cửa anh ta giật mình khi nhìn thấy Phú đầu tóc rối bù, mắt thì thâm quầng, gương mặt mất hồn đang ngồi nhìn trời tuyết rơi. Anh đang có chuyện gì sao? Chắc là anh chết. Nói năng linh tinh cái gì thế? Anh nói thật, anh sắp chết rồi. Sau khi đêm qua nhận được câu trả lời mới biết rằng anh chết ở trong lòng. Thế nên anh nhớ ăn uống đầy đủ và khánh giờ anh mới hiểu cảm giác của em yêu ai đó mà không được hồi đáp nó đau lắm trái tim của anh tan nát rồi em đâu có yêu ai đâu với lại em chưa bao giờ không được người ta hồi đáp anh rất thích cô ấy anh rất yêu cô ấy khánh à đệ của phú lúc này nói nhỏ vào tai của khánh cậu ấy bị thất tình khánh nghe xong tức giận đàn ông ấy nên xứng đáng làm đàn ông chứ. Nói xong Khánh quay đi thì Phú lại kêu lên. Khánh, làm ơn chắp phá lại trái tim cho anh. Mỗi lần cô ấy đều làm anh gầy mòn. Em phải lấy lại công lý cho anh. Khánh! Trong võ đường lúc này, ba người ngồi chờ Khánh tới để mở màn lớp học. Phương rất tự tin cười khẩy khi nhìn thấy hai người còn lại. Khánh bước tới, họ cúi chào rất vui vì được dạy các em trong khóa học này. trong thời gian ở đây có quy định chung, các em nên đọc kỹ các quy định. khi tôi không có ở đây, sắt là đệ tử của tôi sẽ thay tôi chỉ dạy. rất mong chúng ta có một khóa học đầy ý nghĩa. phương cơ nhìn khánh rồi mỉm cười. chợt bên ngoài có tiếng nói, thầy ơi còn em ạ. À? trúc mặc bộ đồ dạy kiếm chạy vội vào trong. khánh cau mày. còn phương nắm chặt tay khi nhìn thấy trúc. cô ta giả vờ đon đả. Vợ sao gọi là thầy được hả em? Chuyện gì ra chuyện đó, nếu dạy mình thì một ngày cũng là thầy, có đúng không thầy Khánh? Trúc nói xong cười híp mắt, Khánh khó từ chối trước mặt mọi người. Em đóng học phí chưa? À, tối về em đóng riêng cho thầy, có được không ạ? Câu nói tiêu táo của Trúc khiến cho Phương gần mặt. Còn đàn bà trơ chẽn, đúng là đồ vô học. Khánh dùng họng mặt cố kìm hãm lại nét vui nhớ đóng là được rồi chúc nháy mắt một bên khánh nháy mắt lại chúc cười tươi nhìn chồng phương công ngờ ở khu vực học riêng này chúc có mặt phá hỏng kế hoạch của cô ta một lần nữa à đàn bà này có dã tâm Tao sẽ giết mày rồi làm chủ nhân của nơi này mày cứ đợi đấy ngày hôm đó phương và hai học viên còn lại được sắp xếp ở lại trong học viện cô mở cửa sổ hướng ra biển người làm giới thiệu đây là phòng của tiểu thư Phòng của ông chủ ở hướng kia có phải không? Dạ, ngăn bởi một ngọn núi ở bên kia. Dạ thật đấy. Cần gì tiểu thư cứ gọi. Được rồi. Phương đưa bàn tay hướng về phía biển. Em sẽ dần dần khiến ngọn núi kia mòn dần. Lúc đó anh nhận ra tấm chân tình của em. chúc trèo lên cây bưởi trong vườn để hái bưởi, thì Yumi kêu lớn. Xuống đi, để tôi làm cho. Thôi, hái cúc quả bưởi, làm gì phải để cho bạn hái tôi làm được. Trúc nhảy xuống bịch một phát như đàn ông. Cô đưa cho Yumi một quả bưởi. Lâu lắm rồi, không được ăn. Sao cây này sai trái, vậy mà không hái ăn vậy Yumi? Vì tất cả đều quá bận rộn, chúng tôi làm việc quanh năm, thậm chí có khi phải làm tới đêm, không có thời gian nhìn cây. Ngon ra sao? Không ngon ra sao đâu có biết. Tôi hỏi thật nhé, chính xác là mọi người làm việc gì? Nhiều việc nhiều ngành, Nói chung người quản lý đau đầu nhất chính là ông ngài. Cả hai bước ra ngoài phía bờ biển. Anh ta bận nên tôi cũng không có nhiều thời gian để tâm sự hay nói chuyện, mà sao ở trong núi lại có biển chứ? Đây giáp với thành phố mà. Biển nhân tạo thôi, nhưng dẫn từ nguồn biển thật về, nước biển là xịn. Ở đây đúng thật là đẹp, nhưng mà tôi cứ cảm thấy buồn. Buồn sao? Tôi tới đây 5 năm rồi nên cũng quen. Ở đây họ đâu có biết ai với ai đâu, họ đều tự làm việc của chính mình. Cô có nghe thấy tiếng nhạc không? Có chứ, hình như là bên kia. Trúc nhìn sang góc thấy Phú ngồi nghe nhạc ở phía xa xa, ánh mắt nhìn ra ngoài biển rất buồn. Trúc tiến lại gần, Phú ngẩng đầu lên nhìn, Trúc giật mình khi gương mặt phờ phạc của Phú. Anh làm sao đấy? Anh chán nản, không ai hiểu cho anh. Anh có chuyện gì à? Trong trái tim anh như có nghìn con đỉa đang hút máu. Gì mà đến nỗi ý? Xuân nói anh cút đi, tránh xa cô ấy. Em có bao giờ thấy Xuân hỏi về anh không? Nếu có, hãy nói tốt hộ anh vài câu đi mà Trúc. Trúc lúc này chợt nhớ ra câu nói của Xuân. Này, lão anh chồng của mày cứ nhắn tin cho tao suốt, nghe mà phát ớn. Ôi, lão ý bệnh hoạn đi mà, tránh xa xa ra. Thế á, trông đâu có đến nỗi nào đâu nhở. Trước lão còn định cưỡng hiếp tao đấy, đừng có mà dính vào. Eo ơi, tẩm lợm. Ừ, để anh ta ở ngoài tầm nghĩ đi. Trúc ôm chán không nghĩ câu nói đó của mình lại khiến sự việc ra nông nỗi này. Anh Phú, Xuân với anh không hợp nhau đâu. Tại sao em nghĩ thế? Anh vì cô ấy anh sẽ thay đổi. Anh nghiêm túc thật sự. Anh yêu ghét rõ ràng thế. Nhưng nếu không thành, thì anh luôn dõi theo cô ấy câu nói của phú khiến chúc cứ suy nghĩ mãi cả một chặng đường đến nỗi thất thần cô lao vào người của khánh nghĩ cái gì mà như người mất hồn thế có một số chuyện khiến cho em phải suy nghĩ lại có chuyện gì anh phú yêu xuân bạn em dù bị từ chối nhưng mà anh ấy nói rằng luôn luôn dõi theo xuân từ phía xa câu nói đó làm em cảm thấy ngưỡng mộ yêu đơn phương cảm giác đó như thế nào Em là người rõ nhất. Thôi được rồi, thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài ăn tối. Thật á, để em đi thay đồ. Chúc nói xong chạy đi một mạch. Vũ già gọi cô lại. Phu nhân, chạy nhanh như vậy ngã đấy. Khánh lúc này cười và dặn dò sắt. Trong phủ bây giờ có người lạ, thế nên phải kiểm soát chặt chẽ hơn. Họ chỉ được ở học viện, không được bén mảng sang bên này. Dạ vâng, ngài cứ yên tâm. Tôi dặn dò kẻ dưới hết rồi càng đông thì càng phức tạp. Thế tại sao ngài còn nhận lời, mở lớp dạy kiếm chứ? Trong số ba đứa trẻ mà ta nhận dạy, có kẻ biết manh mối của chiếc quạt. Ta phải sớm tìm ra chiếc quạt đó, để bố của Trúc có thể yên tâm, mà chăm sóc con gái. Lần này đệ tử lại trầm hiểu hơn người một bước. Trúc bước ra với mái tóc dài ngang lưng, mặc chiếc áo khoác dài đến đầu gối, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Em xong rồi, Lần sau đi đâu mặc ấm thế này nhá. Năm nay lạnh hơn mọi năm đấy. Anh yên tâm, em khỏe lắm. Khánh chủ động nắm tay của cô, còn chúc mím môi cười đi bên cạnh Khánh. Tại Việt Nam, ông Hoàng, bố đẻ của Khánh và Phú tức giận, ném đống giấy tờ vào mặt người vợ trẻ. Sao cô dám qua mặt tôi bán chui bất động sản với giá rẻ như thế này? Cô nói đi, cô cần tiền làm gì? Em, em chỉ đầu tư làm ăn, nhưng không ngờ lại thất bại cô ở cùng tôi thiếu thứ gì mà phải đầu tư làm ăn cô nói xem cô chuyển số tiền này đến số tài khoản này của tên này nói đi cô chán sống rồi có phải không không đâu mình lòng em chỉ có mình anh em thể là em không có ai cô còn dám chối hôm nay tôi phải dạy cô ông hoàng cầm gậy vụt cô vợ cô ta đỡ rồi hất cây gậy khiến ông hoàng mất thăng bằng ngã ngửa ra sau đầu ông ta đập vào mép bàn mình ơi mình em xin lỗi Tiên mở cửa bước vào Thấy ông Hoàng đầy máu me Đang nằm bất tỉnh Có chuyện gì thế mẹ Gọi xe cấp cứu Tiên ơi Nhanh lên Không Tại sao mẹ không nghĩ rằng Để ông ấy chết thì tốt hơn chứ Tiên Con bị điên à Tại mẹ muốn sớm muộn gì Ông ta phát hiện ra con không phải là con gái của ông ta sao Rồi mẹ muốn con chết sao Tiên à Nhưng Không nhưng gì hết để ông ta chết đi. Đó là cách tốt nhất. Tại một nhà hàng kiều Pháp, Khánh và Trúc bước tới gần một bàn ăn. Ở đó có sẵn một cặp đôi. Trúc liền tắt nụ cười và gượng gạo. Em tưởng chỉ có hai chúng ta. Anh đi bàn chuyện, phía đối tác nói đưa phu nhân đi cùng. Nên anh mới đưa em đi chứ gì. Thì ra là vậy. Trúc lúc này trầm lắng. Khánh đưa tay ra bắt tay nói chuyện với bên đối tác. Cả hai đều nói tiếng Pháp. Người vợ và Trúc thì chỉ nói chuyện trao đổi được vài câu bởi vì cô không biết tiếng Pháp. Trúc ngồi cắt đồ ăn rồi thấy Khánh cười tươi, trò chuyện rất vui vẻ với người đàn ông kia. Anh ta suốt cả bữa tối, không hề hỏi hay nhìn cô dù chỉ một lần. Trúc có cảm giác ngồi cạnh anh, nhưng thấy hai người cứ như ở xa, hai bên bờ xa cách. Cô cúi đầu cầm ly rượu uống hết ly này đến ly kia. Đến khi ngấm say, cũng là lúc họ bàn bạc xong chuyện. Cả hai chào tạm biệt nhau, chúc thờ mạnh. Khánh lúc này mới hỏi cô. Em say rồi đấy, uống cái gì mà nhiều thế? Trúc lặng yên đi ra phía xe, Khánh cau mày. Anh ta bước tới phía sau và cầm lấy tay của cô, nhưng mà Trúc lại hất mạnh tay của anh. Đừng có tới, làm ơn. Cô đừng làm tôi phát cáu, tính cách của cô khá thất thường đấy. Anh Khánh hôm nay em mới nhận ra em ngồi cạnh anh rất gần nhưng dường như anh không hề quan tâm đến sự tồn tại của em thậm chí anh chẳng thèm nhìn em lấy một lần đôi khi họ là vợ chồng với nhau nhưng họ vẫn nói chuyện nhìn nhau cơ mà anh không để ý đến chuyện đó anh không để ý sao chúng ta về nhà nói chuyện không không nói gì nữa em nhận được câu trả lời rồi là anh không để ý chúc bật cười mỉa mai giống như đang cười bản thân mình lạnh rồi đội cái mũ lên anh đừng tỏ ra quan tâm em đừng có để ý đến em làm gì như lời anh nói rồi đấy chúc quay đi cô đang cố gắng tỏ ra cứng rắn lên trên xe chùm mũ kín đầu và nhắm mắt lại cũng không hề nói chuyện với khánh nữa anh định hỏi cô mấy lần nhưng rồi lại không thể nói ra về tới nhà chúc mở cửa xe đi xuống khánh với tay định gọi cô nhưng rồi anh lại cảm thấy ngại ngùng về tới phòng chúc bỏ bài ra học khánh tìm cách tiếp cận cô học muộn thế này không tốt cho mắt mai rồi học tiếp không sao hết anh ngủ đi đừng có để ý tới tôi làm gì khánh biết là chúc giận câu anh không để ý nên cứ nhắc đi nhắc lại anh ta lên giường nằm và thờ dài cứ xoay người xoay ra xoay vào thấy chúc đang nguyệt mài học bài anh ta nhắm mắt cô vẻ như đầy khó xử trong lòng. Sáng hôm sau khi Khánh giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, ga giường lạnh ngắt. Chúc cả đêm không nằm cạnh anh. Nhìn ra phía ghế lại không thấy cô đâu. Anh bật dậy tắm rửa thay đồ, gương mặt lạnh tanh khi cài cúc áo trước gương. Vũ già đem trà vào trong phòng. Sáng nay phù nhân đi rất sớm mà. Cô ấy có bảo đi đâu không bố? Mặc đồ học kiếm, chắc tới học viện để học rồi. bố này, tôi có phải là con người lạnh nhạt lắm không? sao ngài lại hỏi như vậy? à cũng không có gì. ông chủ với cô trúc còn rất trẻ, chưa va chạm tình cảm, nên tâm lý tuổi mới lớn khác xa với suy nghĩ của chúng ta. biết thế không nên lấy vợ trẻ có phải không vũ? khánh cười rồi nhấp một ly trà. phú bên ngoài gọi lớn. khánh khánh không hay rồi. Có chuyện gì thế anh? Bố bị tai nạn, rồi rất nguy kịch. Chúng ta phải về. Anh về đi. Mày không về với anh à? Bố có giận gì? Chứ ông ấy đang cận kề cái chết. Mày có biết không? Vậy thì chúng ta cùng về. Anh chuẩn bị đi. Tại học viện lúc này Trúc học rất hăng say. Cầm thanh gỗ vụt theo hướng dậy của sắt. Mồ hôi nhễ nhại. Phương hỏi nhỏ. Chị thấy hôm nay em có chuyện buồn có phải không Trúc? Em không có. Chắc là chị để ý quá rồi. Phương nhếch môi, còn Yumi bước tới gọi Trúc. Trúc ơi, về thôi, có chuyện gấp. Trúc hớt hải chạy theo. Có chuyện gì thế Yumi? Sếp phải về Việt Nam gấp, bố ngày ấy bị tai nạn rất nặng. Chết thật đấy, mong là tai qua nạn khỏi. Ngày ấy đã 10 năm rồi không qua lại thăm bố, do hai bố con có xích mích với nhau. Gì thì gì, chuyện về là không được chậm trễ, Ngày ấy đang chờ cô để ra sân bay Không phải mua vé hả à? Có máy bay riêng Trời ạ à, chồng cô là tỷ phú Chúng ta đi thôi Chuyển máy bay Trúc nhận ra ánh mắt của Khánh Anh ta đang rất lo cho cha của mình Trúc lúc này xoa bàn tay Vào tay của Khánh Bố không sao đâu Em tin là như vậy Tôi cũng mong là vậy Ông ấy chắc chắn đang rất đau đớn một mình Vừa về tới bệnh viện vừa mở cửa phòng thấy tiên và cô vợ bé đang khóc lóc đầy già tạo bên giường bệnh bà vợ tiếp tục kêu lớn các con về rồi mình ơi khánh về thăm mình đây này mình phải vượt qua chứ khánh nhìn tình trạng của cha mình sau đó hỏi bà vợ bé ông ấy sau khi ngã bao lâu thì mới phát hiện ra sau khoảng nửa ngày ông ấy làm việc đêm nên cứ nghĩ như mọi lần sáng hôm sau mới xong việc sau đó dì đi vào Thấy ngã ngửa Đập gáy vào mép bàn Dì không chứng kiến Mà dì tả như nhìn thấy vậy Khánh nói câu đó khiến bà ta cứng họng. Khánh liền nói với Phú Anh gọi cho em vị bác sĩ trực tiếp thăm khám Tiếp nhận bố lúc vào viện Ok Trúc ngồi trong nhà vệ sinh Nghe rõ tiếng điện thoại ở phòng bên Xoại hết camera trong nhà chưa Đồ ngu Làm cũng chậm Nhanh lên không còn thời gian đâu Tuyệt đối giữ bí mật rằng đêm qua ông bà chủ cãi nhau Kẻ nào nói ra Tao xử hết Trúc đứng dậy đi ra ngoài rửa tay Cũng là lúc Tiền bước ra Cả hai chạm mặt nhau Tiền ú ớ Cô ta biết Trúc đã nghe thấy tất cả Là cô sao Chào em chồng Trúc rửa tay bình thường Nhưng ánh mắt lại nhìn vào gương Tiền bỏ thòi son trong túi ra Cô ta thấy chiếc ống tiêm đựng thuốc độc mà định tiêm cho ông Hoàng, nhưng sợ bị phát hiện nên chưa kịp tiêm. Chị có nghe thấy em nói gì khi nãy không? Em có nói gì sao? Chị không nghe thấy. Tiền rút cây kiềm có chứa thuốc độc ra, đâm phập vào cổ của Trúc, nhưng mà Trúc lấy giữ chặt tay. Mày đừng nói dối, mày nghe thấy gì? Mày nói đi! Trúc đẩy mạnh tiền ra khiến cho cô ta ngã nhào chúc chạy ra đến ngoài hành lang tay ôm cổ đúng lúc khánh và phú đang đi tới chúc trợn ngược mắt và ngất lịm ngay trước mặt cả hai thấy chúc gục ngã thế này tiên vội vã từ sau lao ra như không biết chuyện gì chị chúc chị làm sao thế này khánh cũng chạy tới và nâng chúc lên phú vội vàng hỏi tiên có chuyện gì thế em không biết em đi vệ sinh ra thấy vậy em đang lo đấy khánh vội vàng bế chúc qua phòng cấp cứu tiền lo lắng thì mẹ cô ta xuất hiện mẹ con đâm kim tiêm vào cổ cô ta rồi kim có độc cô ta sẽ chết có phải không mẹ kim có độc mẹ vứt đi rồi kim của con chỉ là thuốc mê thôi nãy mẹ định tiêm thêm mê cho ông ấy nhưng mà thấy chúng tới mẹ phải giấu vào túi của con thế còn cái kim kia đâu làm vậy hơi ác với ông ấy dù sao ông ấy cũng cưng chiều con hết mực giống như con đẻ cơ mà. Mẹ lại mùi lòng rồi. Nếu cây kìm đó giết chết cô ta, thì đúng thật hôm nay là dấu chấm hết của chúng ta đấy. Nhưng cô ta nghe thấy con nói mọi chuyện rồi mẹ. Cái gì? Con... Chúc vào cấp cứu nhưng phát hiện ra cô bị ngấm thuốc mê. Lúc này Khánh thổi phào nhẹ nhõm. Yên tâm rồi. Chắc là ngấm thuốc mê ở đâu đó. Đâu đó là đâu chứ? Mê để như thế này là loại rất nặng quá liều có thể mãi mãi không tỉnh dậy em đã nói chuyện với bác sĩ điều trị của bố rồi bố được phẫu thuật giờ chỉ chờ hồi tỉnh nếu tỉnh được nhưng nếu như không tỉnh bố phải sống thực vật mãi mãi ông già đang rất khỏe mạnh thế mà đùng một cái có điều lạ là, là người bác sĩ đó nói khi vào đây máu trên đầu của bố đã khô lại chứng tỏ rất lâu mới bị phát hiện bà gì đó nói sáng mới phát hiện ra cơ mà từ đêm đến sáng mới phát hiện thì bố chết rồi chắc chắn là bố bị khoảng đôi tiếng là đã được phát hiện chắc là bà ta là người gây nên vụ này sao em nghĩ thế ánh mắt nói chuyện của người không thật lộ rất rõ nếu bố không tỉnh thì sao thì anh là chủ nhân mới của hoàng kim nghe em bây giờ là lúc anh thay bố gánh vác sự nghiệp anh đến lúc phải gồng gánh tập đoàn này trên chính đôi chân của mình anh hiểu rồi hy vọng đêm nay có phép màu xảy ra chúc sau khi mở mắt cô cảm thấy rất mệt hơi thở yếu ớt khánh ngồi lù lù bên cạnh tỉnh rồi sao nói cho tôi nghe ai đã chuốc thuốc mê cô là tiên cô ta đâm cây kim vào cổ của em sau khi biết em nghe thấy cô ta nói chuyện điện thoại nói cái gì đại loại là xóa camera trong nhà bảo người làm không được nói là ông bà chủ có cãi vã với nhau. Tôi hiểu rồi, em ngủ tiếp đi. Trúc lại lờ mờ nhắm chặt mắt, Khánh gặp cuốn sách đứng dậy. Anh ta mở cửa phòng của cha mình rồi nói nhỏ bên tai. Ông nhất định phải sống, phải sống để nghe tôi than phiền về con người của ông, phải sống để theo dõi chúng tôi phát triển và thành công như thế nào. Ông nhất định phải sống. Ông Hoàng dù nằm bất động nhưng nước mắt của ông vẫn chảy ra, khi nghe người con trai nói bên tai, chiếc xe đèn chở Khánh và Phú về nhà, cả hai đều vừa nói chuyện sau khi biết chuyện mà chúc kể lại. Phú quát lớn, còn Tiên đâu? Mày ra đây! Mẹ Tiên và Tiên bước ra, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Anh gọi em, mày làm gì mờ ám mà phải xóa cam? Dặn người làm. Chúc nói cho anh rồi sao? Em sợ các anh hiểu lầm mẹ, nên mới bảo xóa cam vì mẹ và bố cãi nhau nên bố mới bị trượt chân ngã người dì lúc này gật đầu đúng đúng thế lỗi của dì nên dì sợ các con suy nghĩ nên mới bảo xóa cam chứ không có ý gì không có ý gì sao nếu như không có ý gì tại sao phải xóa bà nghĩ chúng tôi là trẻ con à hay mẹ con các người muốn hại bố tôi phú lúc này cũng quát lớn các người muốn chết có đúng không bà là cái thá gì bà chỉ là vợ bé mà thôi Khánh lúc này xua tay nói vào tai của Phú: Anh à, mẹ em cũng là vợ bé. Nếu tính theo thứ tự, à vậy để anh sửa sai. Bà chỉ là vợ bé của bé mà thôi. Khánh ôm đầu trước câu đối thoại của Phú. Còn trúc ngồi bên cạnh ông Hoàng, ngón tay ông lúc này cử động. Cô thấy ông ta đang nhìn cô. Bố, bố tỉnh rồi à? Ông Hoàng gật đầu, rồi trúc vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Khánh ngồi nghe Phú xì nhục mẹ con Tiên nói rất nhiều rất dai. Anh ta vẻ mặt mệt mỏi. Phú lúc này nghe điện thoại. Bố tôi tỉnh rồi sao? Khánh vội vàng đứng dậy. Mẹ con bà Tiên cũng vậy. Tại bệnh viện ông Hoàng sau khi tháo ống thở, ông nhìn Trúc nò một nụ cười hiền hậu. Con là vợ của Khánh đúng không? Bố xem ảnh của con rồi. Tiếc là cưới con nó không mời bố, nên bố không tới được. Dạ vâng, con cũng cưới gấp Thế nên Con có bầu chưa mà cưới gấp Dạ không Con chưa có gì đâu ạ à? Ông Hoàng ngạc nhiên khi Khánh kết hôn với một cô gái rất bình thường Cũng không phải là có thai rồi mới kết hôn Màu sớm sinh cháu cho bố bế Con đang còn trẻ nên chưa nghĩ tới ạ à? Con còn trẻ nhưng mà chồng con nó có tuổi rồi Con nếu yêu thương nó nên nghĩ cho nó một chút Con có tình cảm lúc đó lại càng đậm sâu càng gắn thiết với nhau dạ vâng con sẽ lưu ý lời bố ạ à? con phải cố lên khánh là đứa trẻ khó tính từ bé nó lấy con thì nên nên cảm thông chia sẻ với nó mẹ nó mất sớm nó ở với ông ngoại ở bên kia ông ấy nhất quyết không trả thằng khánh lại cho bố nuôi xa con xa mặt cách lòng nên nó là đứa trẻ rất cô đơn nó lúc nào cũng nghĩ bố là người bỏ rơi nó anh ấy có lẽ đúng thật là người cô đơn đã quá lâu nên luôn đóng chặt lòng mình bố ạ à. mong con là người mở chiếc chìa khóa đấy phú mở cửa bước vào nức nở ôm lấy bố bố ơi là bố làm con tưởng bố chết rồi chứ tôi xin anh đàn ông khóc lóc cái gì nín đi tôi chưa chết khánh không nói câu gì anh ta định quay đi thì chúc vội vàng kéo tay anh cũng rất lo khi bố bất tỉnh đúng không? Bây giờ bố tỉnh rồi. Anh có gì muốn nói với bố không? Không có. Chuẩn bị về luôn. Tôi rất bận. Bố Khánh lúc này nói theo. Khi nào khỏe, bố sang chơi với hai vợ chồng nhé. Khánh không nói gì, còn Trúc thì đon đả. Vâng ạ, à, bố nhớ sang chơi với bọn con. Nhà con sẵn sàng đón bố bất cứ lúc nào. Khánh kêu tay Trúc ra về. Ông Hoàng thở dài vừa lên máy bay chúc cau mày. Sao anh cứ phải thế? Sao anh không hỏi thăm bố? Dù trong lòng của anh rất lo cho ông ấy. Cô nghĩ rằng cô hiểu tôi được bao nhiêu. Tôi thấy ông ấy nói rằng anh cô đơn. Nên chắc là tôi nghĩ... Tôi làm sao? Chúc quay đi không nói gì. Cả hai chẳng nói gì với nhau nữa. Về tới nhà Chúc thấy Vũ già đang cho thỏ ăn. Cô cười tít mắt. Vũ ơi thỏ đâu vậy? Xinh thế không biết ở đâu nhảy ra chắc là từ trên núi đi tắm đi cho nhẹ người dạ vâng vũ giữ con thỏ cho cháu được rồi khánh nhìn trúc khi cô ta nhìn chú thỏ rồi cười híp mắt trúc đi tắm cô biết đến ngày rụng trứng và cô thở dài hôm nay mà quan hệ là dễ có em bé mình có nên có em bé để thêm mối liên kết giống như bố anh ấy nói không nhỉ trúc xoa xoa nước vào mặt sau đó lắc đầu nói tiếp lại suy nghĩ linh tinh rồi. Nhưng đúng là mình còn trẻ, anh ấy thì đâu trẻ chung gì. Làm mẹ có cảm giác thế nào nhở? Trúc tắm xong đang hí hưởng đi ra chơi với chú thỏ, thì Khánh đang ngồi ở ghế kéo tay. Trúc ngã nhào vào lòng của anh. Cô mở to mắt kinh ngạc. Khánh hôn lên môi cô khi cô đang mở mắt. Trúc lấy tay khẽ đưa lên miệng, mặt cô đỏ như gấc. Em ra ngoài chơi một chút. Xong rồi đi, học phí chưa trả đâu để tối được không? tối em trả đủ cho anh nhớ đây nhá. vâng anh cứ yên tâm. Khanh lấy chiếc dây đỏ buộc vào tay của trúc. chiếc dây có lúc lắc khẽ kêu. đừng bao giờ tháo nó khi đang ở cạnh tôi. đây là cái gì ạ? À? là sợi dây gắn kết chúng ta. chắc chắn là gắn kết rồi. nếu em có con với anh chúng ta lại càng gắn kết. anh nhở? thôi nhá em đi chơi đây. trúc nói đùa. còn khánh lúc này siết chặt eo của cô. Tối nay đấy nhá. Thôi được rồi, em biết rồi. Chúc vội vàng chỉnh lại áo, sau đó mặt cô đỏ bừng, bước ra khỏi phòng. Cô thấy lo lo trong người. Thấy anh ấy có vẻ ham muốn khi ở bên cạnh mình, tối nay mình rất dễ dính thai. Có nên tiếp tục uống thuốc tránh thai hay là để có em bé đây? Lúc này tại Việt Nam, ông Hoàng thấy cô vợ bé đặt một ly trà lên bàn với dáng vẻ run rẩy. Mình uống nước đi. Chuyện lần này tôi bỏ qua với điều kiện, từ nay về sau mỗi tháng cô sẽ được chu cấp một thẻ tiêu. Số tiền cô chỉ được dùng trong đó và không có quyền hành gì trong tập đoàn này. Nghĩa là mình không cho em chút quyền lợi nào sao? Mình có nghĩ đến con bé không? Tôi sẽ cho nó một số tài sản nhất định. Nó là con gái, đi lấy chồng là xong. Tài sản trong tập đoàn này, tôi nói rõ, là của thằng Phú và thằng Khánh. Tài sản này nếu rơi vào tay cô Sớm muộn gì cũng lụi tàn thôi Mình nói thế mà nghe được sao Em sống với mình bao nhiêu năm qua thế nào Chả nhẽ mình không biết Tôi làm di chúc Cô ký vào đây Luật sư đem ra một bàn di chúc Bà ta cau mày Kìa mình Mình đừng ép em Cô có ký hay là không Nếu cô không ký Thì không có một chút thừa kế nào Trong số tài sản này Đến một xu cô còn không có bà vợ bé nghe vậy liền vội vàng ký và quay mặt đi lầm lì luật sư lúc này lên tiếng hỏi ông đại còn tài sản này chia đôi hay thế nào ạ à? thằng thứ hai nhà tôi cơ ngươi mà nó đang nắm giữ còn lớn hơn cả cái tập đoàn này vẫn là thằng lớn phải gánh vác nhưng trước mắt cứ năm 50 năm đi dạ vâng tại võ đường phương sau khi nghe thấy khánh về phủ cô ta hỏi tukuda làm sao để tôi có thể tiếp cận anh ấy đây? Cô cứ bình tĩnh, cô nóng vội chỉ hỏng chuyện. Bây giờ chúng ta phải làm từng bước một. Tôi không thể nào cho được được. ở trong cùng một nơi mà xa cách nhau cả một ngọn núi thế này. Cô cứ miêu tả quá lên. Tất nhiên cô là học sinh tới đây học, làm sao có thể lấn sang cấm điện bên kia được? Vậy anh phải có hướng đi rõ ràng cho tôi chứ. Tôi để cô làm vợ bé của hoàng kim khánh, thế nên cô cứ yên tâm. Làm cách nào? để tôi sắp xếp. Lời nói của hai người họ vô tình chút nghe thấy khi cô đứng ngay sau dạng cây. Cô ôm miệng, ánh mắt lo lắng. Cô ta muốn làm vợ bé của chồng mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải cô ta đến đây chỉ để học kiếm hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Mùa Yêu được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Một câu chuyện vô cùng ly kỳ và hấp dẫn đúng không quý vị? Chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vậy là cô gái tên Trúc bây giờ đã có tình địch. Đó chính là cô gái tên Phương, một cô gái vô cùng thông minh xinh đẹp. Nhưng vì tình yêu mà bị che mở đi lý trí. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5, để rồi xem chuyện gì lại tiếp tục đến với Trúc và cô phải vượt qua nó như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.